Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Trong bản tin thời sự cuối ngày, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý. Phản bác các báo cáo sai lệch thiếu khách quan của một số tổ chức nước ngoài về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Khởi tố Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong phần tin quốc tế, NATO khẳng định không cử các đơn vị chiến đấu đến Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết bản tin. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị chuyên đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình, kết quả công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả của công an các đơn vị địa phương, đánh giá cao sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, hiệp hội với lực lượng công an trong thực hiện quyết định số 830 của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian tới. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo pháp luật an ninh mạng, đẩy mạnh các mặt công tác phòng ngừa, bảo vệ trẻ em, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu độc, gắn với chủ động chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo tốt nhất các yêu cầu xác minh, truy vết đối tượng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, nâng cao kỹ năng điều tra thân thiện, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, công nghệ, đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát Thế giới do Ngài Bang Seong Ho, Chủ tịch Liên đoàn, làm trưởng đoàn. Buổi làm việc nhằm trao đổi thảo luận về ý tưởng tổ chức giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang chào mừng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam. Việc Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát Thế giới thay đổi địa điểm tổ chức giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á từ Campuchia sang Việt Nam cho thấy niềm tin của Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát Thế giới và Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam trong phối hợp tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của Liên đoàn. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng với sự ủng hộ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Liên đoàn Hiệp hội Thể thao Quốc gia thì việc tổ chức giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á sẽ thành công tốt đẹp. Đây cũng là một sự kiện trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Ngài Ban Seong Ho cảm ơn đồng chí Thứ trưởng dành thời gian tiếp, vui mừng được phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân tổ chức giải đấu này. Dự kiến giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm 2024 với khoảng 20 quốc gia tham dự với số lượng hơn 1.000 người. Do đó mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam. Tin tưởng hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á. Hôm nay tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Ban chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện mô hình phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Cát Hải Nam An. Dù hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo 799 Trung ương. Mô hình Nam An được triển khai tại huyện Cát Hải từ năm 2022, gồm các tiêu chí an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn các dịch vụ du lịch và an sinh xã hội. Qua 2 năm triển khai thực hiện, mô hình Cát Hải Nam An đã phát huy hiệu quả trên cả 5 tiêu chí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hình ảnh huyện Cát Hải ngày càng văn minh, an toàn, thân thiện và nghĩa tình. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả của Ban chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng, huyện Cát Hải trong công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các cục nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra, đánh giá nghiêm túc
túc, toàn diện, hiệu quả của mô hình, từ đó tham mưu cho lãnh đạo bộ chỉ đạo nhân rộng mô hình tại các địa phương có biển trên cả nước. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo nhân rộng mô hình Nam An đến tất cả các quận, huyện để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành phong trào thi đua hướng tới mục tiêu an toàn về an ninh trật tự. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tặng nhiều bằng khen, giấy khen về những thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Cát Hải Nam An. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 4, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4. Tuy nhiên trước đó, trong quá trình chúng ta xây dựng báo cáo, một số tổ chức quốc tế đã có những nhận định sai lệch, thiếu khách quan, thiếu chính xác về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cũng như việc Việt Nam thực thi các khuyến nghị theo cơ chế UPR. Thực chất đây vẫn là những chiêu bài không hề mới mẻ, nằm trong kế hoạch chống phá nhằm mục tiêu hạ thấp uy tín của Việt Nam ngay trước phiên đối thoại về báo cáo quốc gia UPR chu kỳ 4 tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tại Geneva, Thụy Sĩ. Nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay, biên tập viên Nam Hà sẽ có phần trình bày cụ thể. Kính chào quý vị khán giả. Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát, gọi tắt là UPR, là một trong những cơ chế quan trọng nhất của Hội đồng Nhân quyền, với nhiệm vụ rà soát tình hình nhân quyền tại tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, qua đó thúc đẩy các nước thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết về quyền con người của mình trên nguyên tắc đối thoại, hợp tác, bình đẳng, khách quan và minh bạch. Kể từ khi cơ chế UPR ra đời năm 2008 đến nay, Việt Nam đã tham gia đầy đủ tất cả các chu kỳ và là một trong các quốc gia nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong cơ chế này. Ngay trước và sau khi chúng ta chính thức nộp báo cáo quốc gia theo cơ chế UPR chu kỳ 4 cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, không ít tổ chức cá nhân lại tung ra chiêu trò xuyên tạc, thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ 4 của Việt Nam trình bày tổng thể việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kể từ lần rà soát trước và rà soát một cách toàn diện việc thực hiện những khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận tại chu kỳ 3. Trong số 241 khuyến nghị mà chúng ta chấp thuận thì Việt Nam đã thực hiện hoàn thành và có hiệu quả 209 khuyến nghị, đạt trên 86%, và thực hiện 1/30 khuyến nghị, đạt trên 12%. Trong đó chúng ta chỉ còn có 2 khuyến nghị sẽ xem xét thực hiện trong một thời gian thích hợp. Và đặc biệt là Việt Nam là một trong những nước mà thực hiện xây dựng báo cáo dự kỳ một cách tự nguyện, đã thể hiện rất rõ cái quan điểm của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, trách nhiệm của mình là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Quá trình xây dựng báo cáo thì chúng ta cũng đã tiến hành tham vấn, lấy ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Thế do đó là báo cáo của chúng ta đảm bảo nguyên tắc là chúng ta vừa thực hiện một cách nghiêm túc, vừa đảm bảo tính minh bạch, tính hợp tác trong quá trình xây dựng báo cáo. Chúng tôi đã tiến hành khoảng độ 6 cái hội thảo như vậy. Tại mỗi hội thảo thì có khoảng độ 30 đến 40 đại diện của các cái tổ chức như tôi vừa đề cập, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng tham dự, và cũng có sự tham dự của đông đảo các đại sứ quán, các cái tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam để mà đóng góp cho các cái nội dung báo cáo này. Thẳng thắn thừa nhận vẫn còn một số vấn đề hạn chế, nhưng rõ ràng trong bối cảnh tình hình thế giới có rất nhiều biến động như vừa qua, Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đảm bảo và thúc đẩy quyền con người. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, các tổ chức thiếu thiện chí vẫn ra sức bóp méo, hướng lái dư luận và chống phá quyết liệt. Họ hướng lái dư luận đối với các vụ án kinh tế can thiệp vào nội bộ Việt Nam, hay là khi chúng ta đưa ra cái đề án truyền thông về quyền con người thì họ lại nói chúng ta là xây dựng cái đề án để mà tiêu tiền nhà nước, hướng lái là đấy là những cái chiêu trò, chúng ta chỉ làm hình ảnh cho đất nước chứ không phải là thực chất cho người dân. Với nhiều nội dung sai sự thật, không được kiểm chứng, thiếu khách quan, báo cáo riêng của cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam theo cơ chế UPR chu kỳ 4 đã không được xây dựng một cách minh bạch, tương xứng với thiện chí hợp tác và quá trình xây dựng báo cáo quốc gia của Việt Nam. Một trong những nguyên tắc mang tính nền tảng của quan hệ quốc tế hiện đại và được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc
đó là nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Và một trong những nguyên tắc cũng mang tính nền tảng của quan hệ Việt Nam, giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, đó là tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Và chính vì vậy thì tôi kiên quyết bác bỏ những cái ý kiến, những đề xuất, những kiến nghị vi phạm những nguyên tắc này. Chúng tôi lấy làm tiếc các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam đã căn cứ vào những thông tin thiếu chính xác, không được kiểm chứng để xây dựng một báo cáo mà thiếu sự tham vấn đối với Việt Nam. Cái này nó đi ngược lại với cái quan điểm khi xây dựng một cái báo cáo là phải công khai, minh bạch, bình đẳng, tham khảo ý kiến của nhiều tổ chức cá nhân. Với đại diện một tổ chức đã hiện diện lâu dài và cũng có sự hợp tác lâu dài với các ban bộ ngành địa phương ở Việt Nam đã có những nhận định sai lệch như vậy. Còn ở hải ngoại, cách xa lãnh thổ Việt Nam, vẫn những chiêu bài cũ, không ít tổ chức của người Việt lưu vong cũng liên tục đưa ra những khuyến nghị lố bịch, tổ chức các cuộc họp báo, live stream, tung ra các thông tin phiến diện, bóp méo sự thật. Cuối tháng 3, BPSOS trong một bài phỏng vấn kẻ được tung hô là nhà hoạt động nhân quyền để đề cập những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chúng chỉ ra 3 vấn đề chính là nạn buôn người, quyền tự do tôn giáo và quyền của người bản địa. Trắng trợn hơn, vào tối 20 tháng 4, tổ chức khủng bố Việt Tân còn tổ chức hội luận kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, xuyên tạc Việt Nam đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, bắt bớ những người bất đồng chính kiến và hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân thông qua việc kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội. Cùng một lúc sẽ có nhiều tổ chức cá nhân đưa tin tuyên truyền chống Việt Nam về cùng một vấn đề, tập trung vào cùng một thời điểm. Và mục đích của họ đấy là nhằm tạo ra một cái tiếng nói đa chiều, nhằm xuyên tạc và chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ và nhân quyền. Vẫn những trò lố, ngoan cố, không thừa nhận và liên tục chĩa mũi dùi xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Những chiêu bài cũ rích được chúng dùng đi dùng lại hết năm này qua năm khác, hòng phớt lờ những thành tựu mà Việt Nam đã được công nhận, đồng thời tiếp tục bôi nhọ, xuyên tạc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về nhân quyền. Dù ai cũng biết, không thể lấy nước nào làm hình mẫu để so sánh, đặt nước khác lên bàn cân. Tự do dân chủ và nhân quyền thì là mục tiêu. Quốc gia nào, con người nào, cộng đồng nào cũng hướng tới. Không ai hướng tới cả. Nhưng quá trình đạt được những cái đó, nó là phụ thuộc vào cái nấc thang tiến hóa của xã hội, cái nấc thang phát triển của đất nước. Chúng ta đã thể chế hóa các cái quy định về quyền con người qua hiến pháp và các cái văn bản quy phạm pháp luật, lấy con người làm trung tâm và hướng đến con người, để hướng đến khát vọng của người dân được đảm bảo quyền sống, quyền tự do, quyền hưởng độc lập và cũng như thực hiện các cái quyền cơ bản. Việt Nam đã có rất nhiều cải thiện về chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân nói chung và đặc biệt là người khuyết tật. Họ có thể hòa nhập vào xã hội dễ dàng hơn trước. Qua gần 40 năm đổi mới, thành tựu về quyền con người của Việt Nam đã có những bước phát triển hết sức vượt bậc. Nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế đều ghi nhận. Bằng chứng rõ nhất là 2 lần Việt Nam được bầu vào thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và với những dấu ấn rõ nét, Việt Nam tiếp tục tuyên bố tái ứng cử làm thành viên hội đồng này nhiệm kỳ 2026-2028. Không chỉ thực thi, đảm bảo, thúc đẩy quyền con người ở trong nước một cách nghiêm túc, nhất quán, liên tục, Việt Nam còn nỗ lực góp phần quan trọng thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Ở những vùng chiến sự bất ổn trên thế giới, sự hiện diện đầy kiêu hãnh của những chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam đã lan tỏa hình ảnh đẹp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Khi mà chúng tôi ôm nhau như này, tôi cũng không có bất cứ một cảm giác nào là sự xa cách cả, giống như là sự đồng cảm, sự phụ nữ với nhau trong cuộc sống. Cảm ơn những người bạn Việt Nam. Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời chào tới tất cả những người phụ nữ ở đất nước các bạn, các nữ quân nhân Việt Nam. Các bạn thật mạnh mẽ và nhiệt huyết. Chưa đầy 3 tuần nữa, Việt Nam sẽ tham gia phiên đối thoại về báo cáo quốc gia UPR chu kỳ 4 tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Những cái tên quen thuộc cũng đã công khai kế hoạch chống phá Việt Nam. Nhưng với tinh thần luôn dành sự quan tâm xuyên suốt đến tiến trình UPR nói riêng và bảo đảm quyền con người nói chung, chúng ta kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cái phiên đối thoại sẽ diễn ra cởi mở, mang tinh thần hợp tác và cũng đảm bảo tính nghiêm túc và tính cầu thị, để làm sao trong cái cơ chế định kỳ giả phát, định kỳ phổ quát của giai đoạn tới thì chúng ta sẽ thực hiện các khuyến nghị còn tốt hơn chu kỳ 4 này.
với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Việt Nam lắng nghe, luôn chấp thuận những cái ý kiến của các nước, các tổ chức quốc tế, những cái khuyến nghị của họ mà giúp cho Việt Nam nhìn nhận những cái mặt còn hạn chế để có cái hướng khắc phục nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người trong thời gian tới. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phản ứng rất rõ ràng những cái khuyến nghị mà lợi dụng vào đó để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, để vu cáo, để xuyên tạc Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền mà căn cứ là dựa trên những thông tin sai lệch. Trong phần tiếp theo của bản tin, khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. NATO khẳng định không cử các đơn vị chiến đấu đến Ukraine. Vào sáng ngày hôm nay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Vào ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Vào ngày hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành các lệnh quyết định này. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Vào hồi 13 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, có trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cụ thể, trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của nhà máy xi măng Yên Bái, là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, đã xảy ra sự cố tai nạn lao động làm cho 7 công nhân lao động bị tử vong và 3 công nhân khác bị thương. Hiện 3 công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, sức khỏe đã ổn định. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn do cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa. Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý giải quyết sự cố vụ tai nạn. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái và Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình có các nạn nhân tử vong, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông Tiền, đoạn thuộc ấp 1 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, khiến cho một người chết và hai người bị thương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Thành Được, sinh năm 1982, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4, Được điều khiển tàu số hiệu AG2338 của Công ty Cổ phần Du lịch Hàng Châu. Trên phương tiện có 42 khách du lịch người nước ngoài mới nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương cùng với hai thuyền viên. Khi đến khu vực thuộc ấp 1 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu thì đã xảy ra va chạm với phương tiện phà khách số hiệu AG21477. Hậu quả, một người dân trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Còn hai khách du lịch người nước ngoài đã bị thương tật, đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên do Được điều khiển phương tiện không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa, dẫn đến va chạm với phà số hiệu AG21477 gây ra vụ tai nạn. Thưa quý vị,
Cứu người giữa dòng nước chảy xiết vốn đã là một việc rất khó làm. Và thật khó tin với câu chuyện là vừa cứu người đuối nước, vừa sơ cứu cho nạn nhân ngay giữa dòng sông. Đây chính là câu chuyện có thật vừa xảy ra tại Thanh Hóa. Một chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hóa đã không quản hiểm nguy, dũng cảm lao vào dòng nước xiết, kịp thời cứu sống một cháu bé 14 tuổi đang trong tình huống rất nguy cấp. Khi nghe tiếng hô hoán cháu bé bị đuối nước, Trung úy Bùi Văn Đại đã có mặt ngay lập tức. Tuy nhiên, vị trí nạn nhân cách bờ gần 60 mét và mực nước sâu khó tiếp cận. Thấy cháu bé đang chơi với giữa dòng nước xiết và có dấu hiệu sắp bị ngạt nước. Trong tình huống nguy cấp, Trung úy Bùi Văn Đại đã ngay lập tức bơi đến chỗ cháu bé. Lúc này đã đuối sức, da tím tái và rơi vào trạng thái dần mất ý thức. Nguy hiểm hơn, do thủy điện vừa mở cửa xả nước nên mực nước sông dâng cao, nước chảy xiết, Trung úy Đại không thể đưa cháu bé vào bờ một mình. Trong khi chờ hỗ trợ, anh đã nhanh trí tựa lưng vào một trụ cầu, rồi dùng tay sốc mạnh vào vùng bụng của nạn nhân để đẩy nước ra ngoài. Với sự kiên trì của Trung úy Đại, cháu bé đã dần lấy lại hơi thở và tỉnh táo trở lại. Sau khi được cấp cứu, hiện giờ sức khỏe nạn nhân đã dần ổn định. Hành động dũng cảm của Trung úy Đại khiến những người dân chứng kiến sự việc rất cảm phục và nhận được nhiều lời chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng với anh, giây phút sinh tử ấy, anh chỉ nghĩ được một điều là phải bằng mọi cách phải cứu cháu bé. Nên lúc đó, dù đã đuối sức, vẫn cố gắng làm hết khả năng, vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của mình để cứu người. Bởi đó chính là mệnh lệnh mà anh phải thực hiện, mệnh lệnh xuất phát từ trái tim người chiến sĩ công an nhân dân.